Ơi, hello nha, chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu một số chim của mình đang có. Dây sun, sun nha. Mấy bé đều ăn bắp được hết nha. Ăn bắp, đang tập ăn hạt, ăn bắp ăn rất tốt nha. Mỗi con mình hiện giờ mình đang ra là 2,4 triệu một con nha các bạn. Đây, dòng sun. Đây, mình coi không dạng người nha, rất dạng người. Đây là mình đưa vô mình quay gần nó luôn rồi nha, rất dạng người, không có cắn bạn, không có cắn mổ bậy nha. Đây vẫn còn ăn bột, vẫn còn ăn bột nha. Này mình vẫn cho ăn bột, biết ăn bắp rồi nha, ăn hạt rất tốt luôn nha. Bây giờ xuân con 2,4 triệu nha các bạn. Con ở đây là cặp cốc nha, cặp cốc đây vẫn biết ăn hạt luôn nha, không ngủ bậy luôn, rất dạng người luôn. Này ăn bắp tốt lắm, ăn hạt vẫn còn, mình vẫn còn cho ăn bột luôn mà biết ăn bắp rồi. Hiện giờ mình ra con này là 1,1 triệu con nha. Đây dùm cốc đây. Nó đây là ăn bắp, này ăn bắp được rồi nha, ăn bắp ăn hạt được rồi nha. Đây cốc rồi. Đây là palo test nha, cặp palo test đây chống mái luôn nha. Mình đang gai còn, nó con nói chung là còn tơ, ăn hạt rất tốt nha, cặp này ăn hạt rất tốt, còn tơ. Mình cũng đang ghép bầy luôn, ghép được rồi đó, hai con gần nhau. Cặp này mình đang ra là 2,000 nha các bạn. Cái bầy tốt luôn, để mình đang tập cho sinh sản luôn á. Đây rồi, cái bầy được màu rất đẹp nha. Cặp 2,000 nha các bạn. Rồi, chống mái luôn nha. Đây cặp lớp bớt nè, đây cặp lớp bớt, đây chống mái luôn nha. Con đầu đen thì là chống, còn con trong này là con này là mái nha. Đây cặp này là mình đang cho sinh sản luôn, đang sinh sản nha. Nói chung dòng này để đây cặp này sinh sản nha, là không có chơi được đâu nha, nó hay mổ bậy lắm á. Đây mình đang ra cặp này 1,5 triệu nha. Đây sinh sản một lần rồi nha các bạn. Đây 1,5 triệu cặp này, mình không đi lẻ nha, mình đi cặp luôn nha. Đây. Nói chung là chống mái. Đây cặp chống mái. Con đen là chống nha, còn con này là mái. Đây còn cặp này nữa. Cũng chống mái luôn nha. Con đỏ vàng là con đó là con chống nha. Còn con đầu đen này là con mái. Mình cũng ghép bầy luôn nha. Cặp này thì chưa sinh sản, mới ghép vô được thôi à. Nói chung nó còn vẫn còn hơi tơ một chút xíu. Đây. Cặp này ra mình ra là 1,7 triệu nha. Cặp này 1,7 triệu, nói chung chưa không, không có giấy nha, chưa mình không có giấy xét nghiệm, nhưng mà mình cam kết luôn chống máy đàng hoàng nha, không không có cầm chơi được nha các bạn. Cái này nó nói chung là chơi là cầm là hơi mổ bẫy, nhưng mà nó dạng người rồi mà hay mổ, tại vì để chim này chim sinh sản mà. Còn em này là lít xanh nha. Con cái nó bị hơi bị gãy móng ở đây nha, đây mình quay rõ cho các bạn luôn ha, bị gãy móng ở đây, nó bị đứt móng rồi. Đây con này thì hiện giờ mình ra 2,000 ha các bạn, rất ngoan nha, cầm chơi tay rồi rất tốt ha, không mổ bậy nha. Cái này về là anh em là tập làm trò được ok lắm ha, tại vì mình chỉ có huấn luyện thuần chim thôi, là cho nó dạng người thôi, còn về làm trò các kiểu đó này kia thì anh em có thời gian thì tập ha. Tại nó đây nó bị đây bị cái móng này đây ha, cho nên là mình để khoảng giá 2,000 thôi nha bạn. Rồi, ha. Ok ha. Chơi huấn luyện trò thoải mái lắm, mình rất hiền ngoan nha.
Ông mẫu bảy luôn nha.